Voice Gaming, chảo lửa thách đấu. Anh ơi, hồi nãy mẹ em mặc cái áo có cái khăn rằn ri nè. Hồi nãy anh vậy nè. Con này ly vậy. Ủa sao anh đụng vô em? Con này ly vậy. Ủa sao anh đụng vô em? Ủa sao anh đụng vô em? Nani? Chỗ này chỗ nào không? Không biết. Không biết. Không biết. Đừng để tôi đọc cho được đây. Mẹ, mẹ. Mẹ ơi. Chứ Diêu Nhi, tôi cảm thấy trong rừng cao su mà đi tìm nhà vệ sinh là không hợp lý. Bởi vì trong rừng cao su rất rộng, khi mắc có thể đào hố xong làm xong lắp hố. Và như vậy thì chúng ta có thể giải quyết chứ không cần phải là đi hỏi kẻ địch. Việc đi vệ sinh ở trong rừng cao su có thể chủ động hết. Mười vòng quay đứng lên là say sẩm luôn á, không thấy nhìn thấy đường luôn. Nhanh! Nhanh lên! Thằng Hai chơi là con! Thằng Hai chơi là con chơi! Cái gì thằng Nhi sao giơ tay nghe yếu thế nhỉ? Dạ, dạ, dạ tại nắng quá, đưa cao đen. Phải nắng quá, đưa cao đen. Tay trắng mà mặt đen thì còn ý nghĩa gì hả Nhi? Rồi, mời đồng chí Nhi ra vị trí. Đồng chí Duyên chuẩn bị. Chúng đội chúng ta cho một tràng pháo tay này của đồng chí Nhi nào. Tổ mẫu chuẩn bị. Xin phép đồng chí giáo viên, xin phép đồng chí giáo viên cho gửi đôi lời đến gia đình đang xem tivi ở nhà. Xem tivi ở nhà, gia đình đang xem tivi ở nhà. Gia đình mình ơi, hãy tự hào về Trần Thị Diệu Nhi. Xin cảm ơn. Dạ, hết. Nhi, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Bảo trọng. Bảo trọng nhớ bạn tôi. Tự Nhi trao vũ khí cho tổ trưởng. Rồi. Thường xuyên hả? Bằng. Ui. Thật quỷ đấy. Tổ mẫu. Bắt đầu tập. Không, không, cúi xuống. Bằng. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Dừng lại. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Bằng. Nằm xuống. Bằng. Nằm xuống. Trước khi đồng chí Nhi thực hiện động tác thì tôi hỏi khớp của ông Nhi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Đồng chí có quyết tâm thực hiện động tác này không? Dạ quyết tâm. Thế đồng chí hãy thể hiện quyết tâm của mình đi với đơn vị tôi xem nào. Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! Chúng tôi chúng ta vô tay này của đồng chí. Bắt đầu tập. Ở trong mà, chưa đeo dây mà. Bây giờ mới chưa đeo. Kiểm tra tường này. Kiểm tra tường bằng tay chứ không phải áp tai nghe lén như thế này đâu Diệu Nhi ơi. Em kinh tế chính của gia đình á, nhớ kéo em dạng tay nha. Để nhiều một kinh tế chính gia đình nữa. Đồng chí lực vào buộc dây bảo hiểm cho con số 1. Sao
sao đây, đi đâu đây? Đây sao đây, đi đâu đây? Bây giờ là mình lên luôn hả? Bắt đầu tập. Kẹp chặt sao? Kẹp chặt sao? Lại là Diệu Nhi à? Mắc sợ quá mọi người ơi. Đồng chí Nhi trật tự. Địch phát hiện. Lấy hơi để lên tường. Địch nghe thấy đấy, đừng kêu. Em đang kéo cả sàng về sau. Cố lên chị ơi. Xí xí. Xí. Lần hai chuẩn bị. Ráng lên đồng chí Diệu Nhi. Buộc ở đâu giờ đồng chí? À. Về leo tốt nhất đối với cá nhân ý, theo tôi thấy đồng chí Diệu Nhi là đồng chí leo tốt nhất. Nếu mà chấm điểm thì đúng là phải cho điểm 9. Nhưng mà một là đồng chí Diệu Nhi là quá trình sau khi neo xong thì xuống dưới là thực hiện động tác sai, động tác thừa là ra này. Cũng biết là chào khán giả hay chào ai mà. Chào khán giả hay chào ai mà. Đồng Nhi về hạt đây, Đồng Nhi về hạt đây. Tôi trừ đi 2 điểm, Diệu Nhi là còn 7 điểm thôi. Đấy. Tôi cần ở đây là cần sự trách nhiệm, nhiệt tình, tự giác, vượt qua khó khăn. Có như vậy mới khi chiến đấu chúng ta mới thực hiện được. Chứ không phải mình tập tốt rồi. Đấy, ví dụ đến đây, thằng địch nó đang ngủ, thế là ra đây chào khán giả, thế là nó cầm đá nó ném nó thế này. Nhất. Về chấn điểm. Cho nó nhìn thử nhá. Mời bệnh nhân bữa giường 301 rồi dạy ăn cơm. Em nghĩ là ngày mai chị Thư không nên ra thao trường, mà chị Thư ngủ dậy là lên thẳng bếp ngồi luôn để ăn sáng. Ăn sáng xong ngồi đó chơi xíu đi, nhìn xuống mọi người tập thể dục rồi mọi người thực hiện thử thách á, xong rồi cái chị ăn trưa. Rồi ăn trưa ở đó luôn đi. Ăn trưa xong bắt đầu cái nhìn qua nhìn lại, nhìn trời, nhìn đồng hồ, rồi để chị ăn tối. Ăn tối xong thì em hứa là em khi mà em lên ăn tối á, em sẽ dìu chị về. Khi mà Thư bị đau chân, Thư không thể nào lên nhà ăn được. Diệu Nhi là người ăn tranh thủ sớm nhất và đem cơm về cho chị mình ăn. Và đưa chén của mình cho chị mình ăn, rồi ăn xong rồi dọn giùm chị. Em nghĩ là chị Thư cũng đừng nên xúc động quá. Chị Thư cũng đừng nên xúc động quá. Quản lý của chị Thư á, trước khi chị Thư đi á, thì mọi người có chơi với nhau thì nhắn cho bé Dân là nhớ lo cho chị Thư giùm anh. Đến khi nó ăn, nó lo, nó còn chưa xong, nó niềng răng, nó ăn chậm. Bây giờ đợi ba ăn xong, ba làm cái gì ba cũng chậm hết. Ba ăn xong rồi bắt đầu ba còn phải đi, rồi ba đi tới đâu có té tới đó. Không ba còn thấy là đem cơm chị Thư được. Mà cô bé ấy là một cô bé cực kỳ tình cảm. Cho nên em đưa vào tình thế ép buộc, chứ cũng không phải là chơi tự nguyện gì. Cho nên mong chị Thư cũng đừng quá xúc động. Phòng gì ơi?
Em phải đợi Quân Vân về. Nặng nha. Dừng á. Dạ thưa đồng chí giáo viên, tôi đã từng phóng dao rọc giấy ạ. Đồng chí phóng vào mục tiêu gì? Dạ mục tiêu là người yêu cũ ạ. Dạ mục tiêu là người yêu cũ ạ. Đồng chí phóng có trúng người yêu mình không? Dạ nếu có trúng thì bữa nay không đứng đây ạ. Nên là phóng hù phóng dọa đúng không? Dạ đúng ạ. Tại sao đồng chí lại đi phóng dao rọc giấy vào người yêu của mình? Dạ chia tay không lý do. Chia tay không lý do. Hãy mời đồng chí Diệu Nhi lên vị đi. Đồng chí Toàn. Có. Ra thu sao? Có. Đồng sẵn sàng. Sẽ thốn. Ai đó. Bắt đầu tập. Ai đó. Bắt đầu tập. Tại sao đồng chí lại đi phóng dao rọc giấy vào người yêu của mình? Dạ. Chia tay không lý do. Dạ. Chia tay không lý do. Dạ. Chia tay không lý do. Em on top, không phải trending, không phải YouTube, không phải Gen Z. Kim Tốn thôi chị ơi, Kim Tốn thôi chị ơi. Nhi ơi, bị trừ điểm thôi Nhi ơi. Thần tin luôn. Diệu Nhi là có kinh nghiệm phóng dao rọc giấy rồi nên có khác. Đúng là hơn đó chị. Em không phủ nhận. Bà Diệu Nhi. Ủa chứ chị Thư với lại Duyên. Bình tĩnh. Ai rồi cũng sẽ có phần. Em là năng khiếu là bolero. Năng khiếu là bolero. Bài tủ của em là bài Chị đi tìm em. Chị đi tìm em đi, em nghe cái tên hấp dẫn luôn. Em nghe tên bài đó cảm thấy rất là tò mò luôn rồi. Đang kéo vali á. Ôi vậy hả? Tìm em ngoài sân bay. Chiều xa đứng trong em về chưa? Dòng sông nước lớn, nhưng bây giờ em ở đâu? Xa xa cánh cò về tổ ấm. Quên lời. Nhưng em đâu rồi? Em ơi có nghe không tiếng gì. Em ơi em ơi có nghe.
hỏi mọi người về biên tập về xin bỏ biết vô dựng MV cho em. Nhi là chị hỏi độ chị nè, mà mọi người thấy là Nhi hát vui hay là hay? Phải, tại vì bị mất tập trung, nếu như em tập trung hát hay lắm. Bên đây cười của bên kia nè, đang quét nhà cái tự nhiên cái thả cây quét nhà. Gì đó mấy ông đó kìa. Trong hàng chú ý này, ai cười người đấy sẽ phải lên hát lượt tiếp theo. Rồi. Tôi đừng điên. Diệu Nhi yên tâm chưa? Bộ mình còn nhiều thời gian lắm hả? Thời gian nó là của tôi hết rồi. Thời gian nó là của tôi hết rồi. Vậy thì vũ trưởng sẽ mời khách mời đến biểu diễn cho tăng. Xin mời các ông chí khách mời đến giao lưu cùng với mũi đặc công 1. Đáng sợ như vậy. Mình sẽ cảm nhận như thế nào? Báo cáo liên đội trưởng. Tôi tự giới thiệu. Tôi Nguyễn Thành Trung, liên đội trưởng liên đội đặc công 9 thuộc lữ đoàn đặc công bộ 429 anh hùng. Báo cáo đồng chí mũi trưởng. Cảm thấy dùng lực tay rất là nhiều ạ, lực tay và lực chân phải bám chắc ạ. Hết. Bây giờ đồng chí nào sẽ xung phong lên thực hiện nội dung này trước? Đồng chí Diệu Nhi. Đồng chí ra vị trí làm công tác chuẩn bị. Cố lên hả chị? Cố lên. Mình đã cố tình nhìn đi chỗ khác. Đồng chí Diệu Nhi mời đồng chí đứng lên trên đây. Vậy trên tay đồng chí bây giờ đang là lời của ca khúc Hùng Ca Lữ đoàn 429. Và đồng chí cứ thể hiện ca khúc này một lần theo cảm nghĩ và cảm xúc của đồng chí. Là không tự tin vẫn phải hát à? Đúng vậy. Đồng chí cứ hát theo cảm xúc của mình. Hát theo cảm xúc, cảm nhận của mình. Đúng vậy. Check. Xin phép mọi người ạ. Đang đặc công đưa chiến khu biên giới. Khu biên giới tạo ra cái này hoa nước giới dùng khu. Xin lỗi tại đọc chữ không chạy ạ. Không sao, đồng chí cứ thể hiện. Là vẫn hát tiếp hết à? Ha 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 ha!
Đồng chí hát hết lời 1, hôm nay tôi sẽ lên lớp hết lời 1 cho các đồng chí. À, bữa nay đồng chí Sơn sẽ dạy hát hết lời 1. Đúng rồi. Thăng trưởng trong đêm đặt con bô lê chín. Xin lỗi đồng chí Sơn, mắt tôi buổi tối nó sẽ bị quán gà. Thăng trưởng trong đêm đặt con bô 29. Ho ho ho. Trả lương đồng dù lai khe dầu tí. Cảm ơn đồng chí đã thể hiện hết lời 1 của ca khúc. Sau khi đồng chí thể hiện xong thì tôi hầu như cũng quên đi giai điệu của ca khúc này rồi. Mời đồng chí Diệu Nhi. Tôi không nghĩ là chỉ qua những cái chuyện mà tôi không giơ tay biểu quyết thì đội 3 sẽ có những cái suy nghĩ lệch lạc về tôi. Bởi vì tôi không giơ tay cho đội 3 là do đội 3 đã có quá trình dài tập luyện và hát hay hơn là một cái điều tất nhiên. Và đội 2 của chúng tôi đáng là phải giật giải nhất. Chúng tôi đáng là phải giật giải nhất bởi vì nó tập hợp những nhân vật bị điếc tông, những con người không bình thường trong nhạc. Thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức đến cuối bài. Và tôi đã nghe hết tất cả những người này thì giọng của chị Yến là hay nhất. Còn con bé Vân chỉ nhếch miệng thôi à, tôi nghe rất rõ. Có những đoạn chị Thư còn lạc tông, đồng chí Thư rất lạc tông trong khi người ta đang xuống thì đồng chí Thư đi lên. Cảm ơn ý kiến của đồng chí Diệu Nhi này. Nhưng mà tôi hỏi đồng chí Diệu Nhi là lúc đầu quy chế tôi đưa ra thì đồng chí đã nhất trí đúng không? Về kết quả thì là tôi là phục rồi. Là do tôi bị người ta ý kiến thưa đồng chí. Nếu như không có ai ý kiến tôi sẽ không đứng lên. Nhưng người ta ý kiến tôi phải rửa thù cho nhóm của tôi à. Cảm ơn đồng chí. Cảm ơn đồng chí Sơn. Hay quá chị ơi. Cảm ơn tất cả. X Gaming, trào lửa thách đấu.